Thưa quý vị, một thông tin đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Vào sáng nay, do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 3, tên quốc tế là bão Yagi, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông ở tỉnh Phú Thọ đã sập một phần. Những hình ảnh về vụ sập cầu đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng bất an. Sập cầu Phong Châu. Sập cầu kinh khủng. Sập luôn cầu. Từ xa xa cũng có thể thấy một đoạn dài phần giữa của cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ đã đổ sập xuống sông. Cây cầu giờ đây chỉ còn hai nhịp dẫn ở hai bên. Những hình ảnh này được người dân quay lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội trong sáng 8 tháng 9 năm 2024. Trưa 9 tháng 9 năm 2024, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối liền huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông tại tỉnh Phú Thọ, vừa bị sập khoảng 2 nhịp, chưa xác định có người hay phương tiện gặp nạn hay không. Vừa xong, sập cầu Phong Châu. Còn có một nửa thôi. Kinh khủng. Sập cầu. Vừa sập xong. Cụ thể, sự cố xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 9 tháng 9. Thời điểm này mực nước sông Hồng lên rất cao và chảy xiết, khiến cầu Phong Châu bị sập. Thời điểm cầu sập có nhiều phương tiện lưu thông. Tại hiện trường, rất nhiều người dân đang tập trung tại khu vực cầu Phong Châu để theo dõi vụ việc. Cả một nhóm người xôn xao khi trước mắt họ, cây cầu đã gãy đôi, phần giữa thân cầu đã chìm xuống sông. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt phong tỏa hiện trường, đảm bảo công tác an toàn tại khu vực cầu bị sập. Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera để xác định xem có nạn nhân hay không. Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có lý trình tại km 18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Nước từ trên cao ào ào chảy xuống. Ô tô bị cuốn xuống ruộng, lật ngang dưới mưa. Nhà cửa ngổn ngang, xe máy lẫn dưới bùn đất. Nhiều người đã phải hợp lực để kéo chiếc xe này lên và phải dùng đến cây để hỗ trợ. Ánh mắt thất thần nhìn nhà cửa đổ nát chìm trong bùn đất. Đây là hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2024 khiến nhiều người thương vong. Về cho đến nhà đến cái dưới ruộng kia thì nó lũ về, thì em lại kêu cho anh trai là anh trai chạy đi nhưng mà không kịp chị. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về vụ sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 3 xảy ra tại xã Mường Hoa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tức bão Yagi, tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn, úng nước từ ngày 7 tháng 9 đến chiều ngày 8 tháng 9. Tại khu vực này, chiều ngày 8 tháng 9, đất từ trên núi cao tràn xuống khu vực dân cư, tràn ruộng và tràn ra đường xuống suối Mường Hoa. Vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp 4 nhà dân, có 26 người. Ngay sau đó, thị xã Sapa đã huy động 54 cán bộ dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sapa và 26 chiến sĩ công an tiếp cận ngay hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, đưa người đi cấp cứu và khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã thành lập sở chỉ huy tại xã Mường Hoa gần khu vực sạt lở để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng đã tìm thấy 4 người chết gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. 9 người bị thương được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Sapa. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, đến chiều cùng ngày đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Như vậy tổng cộng có 6 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất này. Với phương châm 4 tại chỗ, ban chỉ đạo của xã đã tập trung lãnh chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng như công an, quân sự, lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân và nhân dân
tập trung còn làm công tác tốt công tác tuyên truyền và báo cáo lãnh đạo cấp trên để huy động bổ sung lực lượng hỗ trợ cho xã trong công tác tìm kiếm. Thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa cũng cho biết, ngoài tổ chức các đoàn thăm hỏi chia buồn gia đình có người thiệt mạng, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung tối đa để tìm kiếm những người đang mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Mường Hoa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa cảnh báo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, khu vực chân đồi, ven suối có nguy cơ xảy ra sạt lở đất phát sinh, nhiều nhà dân có hiện tượng sụt lún nứt gãy. Các dòng suối có mực nước dâng cao, đặc biệt là các khu vực có nhà máy thủy điện đang thực hiện xả lũ, dễ gây ra lũ quét hai bên bờ sông, bờ suối. Hệ thống thoát nước đô thị có khả năng quá tải gây ra ngập úng trong các khu dân cư. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn thị xã Sapa, từ đêm ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9 đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cục bộ có nơi mưa rất to như Ô Quý Hồ, lượng mưa lên tới 146,8mm, Hoàng Liên 144,6mm, Mường Hoa 142mm, Tả Van 115,2mm, Bản Hồ 109mm. Do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở đất ở nhiều địa phương. Khi những trận gió lớn còn hoành hành, đường phố chìm trong bóng tối vì cúp điện, những tia sáng từ đèn pin, từ những dòng phản quang bộ đồ cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng vẫn thường trực, hỗ trợ người dân trong cơn bão dữ. Sau khi cơn bão số 3, tức bão Yagi đi qua, hai trung đoàn cảnh sát cơ động đã tăng cường hơn 100 chiến sĩ đến vùng ngập ở tỉnh Quảng Ninh để cõng người già, trẻ nhỏ và đưa người dân đến nơi an toàn. Trong lần thực hiện nhiệm vụ này, họ trở thành người chăm sóc những chiếc ô tô bị ngập nước, trông coi cả những chiếc xe máy trong sân nhà dân và quan trọng hơn hết là đi kiểm tra từng nhà để kịp thời cứu nạn những người bị mắc kẹt trong lũ. Những đoạn phim này được ghi lại trong ngày 7 tháng 9 năm 2024, ngày cơn bão số 3 đổ bộ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Theo đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K02 Bộ Công an, ngay sau khi nhận tin về cơn bão số 3 trong ngày 6 tháng 9, một ngày trước khi bão đổ bộ đất liền, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh là Phó Tư lệnh K02 đã chỉ đạo các trung đoàn thuộc đơn vị, đặc biệt là Trung đoàn Đông Bắc E27 và Trung đoàn Bắc Trung Bộ E26 đóng quân ở các tỉnh mà bão Yagi đi qua, trang bị đầy đủ thiết bị cứu nạn, cứu hộ và lập tức hành quân xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân chống bão. Cạnh đó, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đóng quân tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cũng ứng trực 100% quân số, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với những điều kiện thời tiết xấu nhất. Ngay khi cơn bão vừa quét qua Quảng Ninh vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 9, Đại tá Nguyễn Văn Vinh là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đông Bắc đã chỉ đạo tăng cường hơn 50 chiến sĩ. Cạnh đó, Trung tâm Phòng chống khủng bố quốc gia cũng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tăng cường hơn 50 chiến sĩ đến khu Nam Sơn, ở phường Nam Khê, thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hơn 100 chiến sĩ đã trắng đêm đội bộ, rà soát từng nhà ở khu Nam Sơn và Uông Bí. Đây là những nơi ngập sâu không phương tiện nào vào được. Các chiến sĩ phải hành quân bộ vào ra từng nhà, từng người để đưa bà con nhân dân, sinh viên đang trọ di chuyển vào đơn vị tránh trú. Tất cả nỗ lực đều tập trung vào việc đảm bảo không ai bị bỏ lại, đưa người dân đến nơi an toàn.